thì mình sẽ làm đậu phộng rang tỏi ớt nha. Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng trước nha. Này là khoảng nửa ký đậu phộng. Hôm nay mình sẽ làm được 1 ký luôn. Nửa ký? Nửa ký hả? Một mẻ gì nửa ký rang 1 ký nặng hơn. Đây là nửa ký đây. Được cái gỗ rồi. Giờ mình sẽ băm tỏi ớt để làm cái gia vị nha. Này là mình băm 3 trái ớt, mình ăn ít cay nên mình băm 3 trái ớt thôi. À, nhiều quá nhiều. Cay lắm ha. Nửa ký khoảng 3 trái ớt cũng cay. Để mình bị ấy. Bây giờ mình sẽ pha sẵn cái nước mắm để mình làm đậu phộng cả nhà. Thì đây có 3 muỗng đường với lại 3 muỗng nước mắm nha. Cho nửa cái đậu phộng. Cho nửa cái đậu phộng. Không nói hả? Mình đã nói rồi còn gì nữa. Sao không nghe sao? Mẹ nhắc bài lớn quá. Không phải là nhắc bài mà cái đoạn cuối mẹ không chịu nói. Ví dụ ta làm ký đậu phộng rồi sao? Mà phải nói là bao nhiêu nó mới đúng chứ. Trộn tỏi với ớt vô luôn anh mà. Không, xào nè. Rồi, cho thêm miếng chanh vô cho nó đừng có bị lợi đường. Bây giờ thì mình sẽ xào tỏi với ớt cho nó thơm. Xào tỏi trước nè. Bây giờ bỏ tỏi vô trước cho nó thơm. Sau đó bỏ ớt vô. Không muốn dầu nhiều ra lấy ít dầu. Ai thích dầu nhiều quá dầu nhiều. Mình thích không thích dầu nhiều quá. Xíu dầu. Bây giờ mình sẽ bỏ ớt vô nha. Thôi mà bỏ vậy già rồi đó. Thấy vậy chứ nó già rồi. Già rồi. Ngon. Thấy gì rồi. Nè mình bỏ đậu phộng vô. Ngon. Đẩy chén nước đường này bỏ vô. Hai muỗng à, trộn đều luôn. Xào xào cho khô thì khô rồi.
khô rồi nè, thấy không? Giờ nó khô rồi nè, đó. Tới mà khi nào mà thấy nó hơi đen đen một xíu mà, phải không? Cái đường nó hơi lại lại một xíu á, nó mới được. Chứ nếu mà nó ướt chút xíu nữa là xuống dưới đây nó ướt nhem mà, hiểu không? Dạ. Không có được. Để cho con đó, vậy được rồi đó. Cười coi. Để cho nó khô, nó nguội. Nguội khỏi dần rồi mà. Mình coi nào cho có lớp lan đàng hoàng chứ mình cứ cào cào ngoài vậy. À, được rồi, tắt đây. Chút còn màn chút nữa. Bây giờ thì đậu phộng của mình đã nguội rồi nè. Mình sẽ vít lên, vít lên. Rồi bỏ vô bịch để bảo quản nha. Vậy là mình đã có một món ăn giặt, ăn chơi. Mấy này á, mình thấy bán ở ngoài á, bán người ta bán trong hũ á, thì nó sẽ khô hơn tí. Nên đó là người ta sấy bằng máy ở nhà ơi. Khô mà. Khô lắm luôn, nó khô bám, khô queo luôn. Còn này mình ăn ướt ướt thì cũng được. Không ướt. Nè, khô rồi nè, tại mình mới dứt lên thì mình thấy vậy thôi chứ. Nhưng mà ở ngoài ta bán khô queo luôn. Mày gặp nó làm cho tơi ra. Và mình đã làm xong cái món ăn giặt đậu phộng rang tỏi ớt rồi. Và mình sẽ không cần phải ra ngoài để kiếm đồ ăn giặt để mua về nữa. Tại vì mình có thể tự làm được món ăn giặt này rồi nè cả nhà. Rất là đơn giản và nhanh gọn lẹ luôn á. Và nếu như mà cả nhà có tỏi phi á, hoặc là cả nhà có thể sau khi mà làm cái món này xong thì cả nhà có thể phi thêm tỏi để mình bỏ vô cái phần đậu phộng của mình á, bảo quản. Thì lúc mà ăn thì mình sẽ cắn chung miếng tỏi, nó thơm thơm rất là ngon. Thì cái món này cả nhà có thể bỏ vào trong hũ để bảo quản, đóng chặt hũ lại, đóng kín lại. Hoặc là cả nhà có thể bỏ vào bịch, phân chia ra từng bịch, có thể ăn dần cũng được. Hello cả nhà, thì hiện tại là mình có mua mấy cái bánh mì ngọt, bánh sandwich như thế này nè. Đó. Thì mình có cái máy hút chân không nè. Bây giờ mình sẽ hút lại, hút chân không lại giống vậy nè. Để mình bảo quản trong tủ mát đó, nó không có bị hư. Bánh này nó cũng còn mới, tình hình là bây giờ chợ hút môn là đóng chốt, đóng cửa hết rồi. Nên chạy đi mua quá trời bánh về ăn nè. Hút chân không cho cả nhà xem nha. Cái máy thì cái máy hút chân không này là mình mua cũng hồi Tết thôi mà, Tết để cho mùa dịch này lấy ra xài. Hút cho cả nhà xem nè. Xài gì cho nó, để gì cho nó bảo quản được khoảng được lâu không? Thì trước ngày 23 cả nhà là ngày mà toàn nước cấm shipper ra ngoài giao hàng đồ này nọ, thì mình với mẹ mình có đi chợ online, thì có đặt một số bánh mì ngọt hoặc với lại bánh mì mặn về để dự trữ trong nhà. Nếu như mà có muốn ăn sáng thì sáng sẽ lấy ra hâm để ăn thôi, hoặc là buổi chiều hay ăn xế gì đó thì có buồn á, không có bánh gì ăn thì có thể đem ra ăn. Và bánh mì thì nó rất là dễ mốc, cho nên là mình phải có cái phương pháp bảo quản tốt. Thì ở đây nhà mình có cái máy hút chân không. Thì cái máy này là mình mua cũng khá là lâu rồi. Cho mình sẽ hút chân không những cái bánh mì này để bảo quản trong tủ lạnh. Mình hút chân không như vậy thì nó sẽ bảo quản được lâu hơn, nó sẽ không có bị mốc ở cả nhà. Lúc mà mình muốn lấy ra ăn thì mình chỉ cần bỏ vô cái lò chiên không dầu hoặc là bỏ vô lò vi sóng á, mình hâm lại mình ăn là được rồi cả nhà. Bây giờ là mình đã hút toàn bộ, hút chân không toàn bộ bánh rồi mình nè. Cái này là bánh thịt nè cả nhà, trong bánh nhân thịt á. Đó, này giống như bánh pizza vậy cả nhà. Đó, này là bánh mì sandwich nè. Này là lại ngọt, hút chân không lại luôn. Còn này là ổ bánh mì ở cả nhà mà mình cắt nhỏ ra, mình hút dịp lép. Đó, mình sẽ bảo quản vô tủ lạnh. Đó, dù là
ăn đồ hút chân không, đồ đông lạnh thì không tốt thiệt, nhưng mà như vậy mình sẽ bảo quản được lâu hơn. Chứ chả ra ngoài mua không có. Giờ là chả ra ngoài không có rồi. Đó. Và video ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi hết video ngày hôm nay ha. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nè. Nhớ nhấn chia sẻ và để lại comment ở phía dưới nữa nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye.